Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tư vấn Tình yêu và Thảo sẽ ở đây để tư vấn, chia sẻ, giúp đỡ các bạn vượt qua mọi khó khăn, vướng mắc trong tình yêu, giúp các bạn có một tình yêu bền vững, giúp các bạn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn, đó chính là 4 bước hiệu quả sẽ khiến cho người ấy khao khát, mong muốn quay lại với bạn khi mà cô ấy đòi chia tay bạn. Hoặc là khi anh ấy đòi chia tay với bạn. Khi mà người đó đòi chia tay với bạn thì nếu mà bạn áp dụng được 4 bước hiệu quả này sẽ khiến cho người ấy khao khát, mong muốn quay lại với bạn. Vậy những cái bước đó là gì? Chúng ta cùng chia sẻ với nhau nha. Bước đầu tiên sẽ khiến cho người ấy muốn quay lại với bạn, đó chính là các bạn hãy tìm hiểu những cái nguyên nhân. Bước đầu tiên là các bạn phải biết được nguyên nhân vì sao các bạn chia tay. Ví dụ cô ấy muốn chia tay vì muốn được bạn níu kéo thì cô ấy không được yêu. Thì khi đó bạn biết được nguyên nhân cô ấy muốn được yêu thì bạn hãy yêu cô ấy nhiều lên, bạn hãy chiều chuộng cô ấy nhiều lên, thế là xong, không có gì phải bàn cãi, rất là dễ dàng nha các bạn. Khi mà bạn biết được là nguyên nhân là cô ấy muốn bạn yêu cô ấy nhiều hơn này, ví dụ cô ấy muốn là chia tay bởi vì bạn không quan tâm đến cô ấy thì bạn hãy quan tâm đến nhiều đi. Khi mà bạn càng quan tâm nhiều, thế là mọi sự diễn ra xong xuôi, bạn không cần phải thực hiện nhiều bước nữa, một bước cái xong ngay. Nhưng khi mà nguyên nhân người đó chán bạn rồi thì này, cần phải thời gian nha các bạn. Nguyên nhân người đó chán cái mối quan hệ này, chán bạn rồi, người ta không còn muốn ở trong mối quan hệ đó nữa vì bạn đã làm cho người ta không thoải mái, thì khi đó bạn không được níu kéo, bạn không được thể hiện tình yêu thương. Mà khi mà bạn thể hiện tình yêu thương thì khi đó là rất là kém cuốn hút. Bạn thể hiện tình yêu thương khi đó là mất luôn cái giá trị của bạn và người ta cũng không quay lại bạn đâu. Cho dù bạn níu kéo như thế nào, người ta cũng không quay lại. Nếu mà cái trường hợp là người ta đã chán bạn rồi, người ta đã muốn rời bỏ mối quan hệ rồi, thì khi mà bạn níu kéo thì không có tác dụng nha các bạn. Thế nên là khi mà mình biết nguyên nhân và mình hãy tìm cách để có thể giải quyết đó, nguyên nhân nào thì ta thực hiện ngay cái biện pháp đó. Và khi mà mối quan hệ của bạn đã đến cái giai đoạn mà các bạn đã chán nhau rồi, bởi vì tình yêu ấy thường là có 3 giai đoạn nha các bạn. Giai đoạn đầu tiên là các bạn sẽ yêu nhau rất là đồng lạt. Đến giai đoạn thứ hai là các bạn sẽ chán nhau. Nếu các bạn ứng xử tốt thì người đó sẽ muốn gắn bó với bạn nhiều hơn, sẽ muốn trân trọng, sẽ khao khát có được bạn, sẽ sợ mất bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn ứng xử không tốt thì người đó sẽ chán bạn và người đó sẽ chia tay. Và khi mà các bạn ứng xử tốt thì các bạn sẽ có được thành quả, đó là sự hạnh phúc. Và cuối cùng là cái giai đoạn là hạnh phúc. Thế nên là các bạn cần phải ứng xử làm sao cho thật tốt, thật cuốn hút, thì khi đó các bạn mới có thể giữ được tình yêu, mà khiến cho tình yêu nó thăng hoa, khiến cho người đó khao khát có được bạn. Cái bước thứ hai mà các bạn cần phải làm khi mà người đó muốn chia tay với bạn, khi mà người ta chán bạn thôi nha, chứ không phải là người ta muốn được bạn chăm sóc, bạn yêu chiều. Khi người ta đã chán bạn rồi thì bạn phải bước đến cái bước thứ hai, đó là các bạn cần phải đưa ra những cái nguyên tắc tiêu chuẩn của mình. Nếu mà cô ấy quá đáng quá thì bạn cần phải biết là đây là cái giới hạn nhé. Nếu mà cô ấy đã chán bạn quá rồi thì bạn sẽ không lên líu kéo cô ấy. Một người mà khi mà người ta muốn chia tay bạn, cho dù người ta đã chán bạn quá rồi, không muốn ở cạnh bạn luôn ấy, nhưng khi mà bạn không líu kéo người đó nữa thì người đó sẽ sợ. Cho dù người ta muốn chia tay bạn luôn ấy, nhưng mà người ta vẫn muốn bạn níu kéo, người ta vẫn thích bạn níu kéo. Nhưng mà trường hợp này bạn không được níu kéo nha. Khi mà người ta chia tay bạn, cho dù người ta chán lắm rồi, người ta muốn chia tay bạn rồi, nhưng mà người ta sợ nhất là sẽ không có người níu kéo người ta. Nhưng bạn sẽ không bao giờ được níu kéo cô ấy trong cái trường hợp này nhá. Không bao giờ được níu kéo cô ấy trong trường hợp này. Để cô ấy thấy cái sự mất mát của cô ấy thì cô ấy muốn quay lại, có động lực quay lại với bạn. Không được níu kéo. Khi mà họ đã chán mình rồi, khi không muốn đi làm rồi, họ nói chia tay cái, hãy để cho người ta đi đi. Và hãy nói với cô ấy là anh rất là yêu em, nhưng nếu em muốn ra đi, em hãy ra đi đi. Khi mà bạn nói câu đó ấy, vừa thể hiện tình yêu mà lại làm cho cô ấy thì sợ. Và có cô gái cô còn muốn quay lại ngay với bạn. Nhưng mà nếu mà cái tình cảm của bạn ấy nó có nhiều cái tiêu cực quá ấy, thì cô cũng sẽ không thể quay lại ngay được, sẽ phải có thời gian để cô ấy có thể quay lại với bạn. Nhưng khi mà bạn nói ra câu đấy thì cô ấy cũng cảm giác được yêu nhưng mà lại sợ. Vừa chính cô ấy là người chia tay, cô cũng thấy sợ.
Sợ bạn không thiếu kém cô ấy, cô cảm giác có một sự mất mát. Nếu mà cô ấy muốn quay lại với bạn, cô phải có động thái nào đó. Thì có những bạn ấy thì nói là em là người chia tay thì em phải làm thế nào. Bạn là người chia tay thì dễ quá rồi gì. Nếu mà bạn chia tay cô ấy thì bạn hãy chủ động quay lại với cô ấy thôi. Bạn là người chia tay thì bạn phải chủ động chứ. Chứ để cho cô ấy chủ động quay lại với bạn thì khi đó là buồn cười lắm. Cái bước thứ ba các bạn cần làm, các bạn sẽ không níu kéo. Bạn nói với cô ấy như thế là các bạn không níu kéo nha. Và cái giai đoạn thứ ba là các bạn vẫn còn yêu cô ấy nữa, muốn cô quay lại lên. Nên là các bạn có thể làm bạn với cô ấy, có thể làm bạn nha. Nhưng mà khi mà các bạn mới chia tay thì các bạn không nên làm bạn. Nếu mà cô ấy muốn làm bạn thì chúng ta sẽ làm bạn, còn không thì thôi. Hãy có thời gian im lặng như thế thì cô mới thấy cái sự mất mát của cô ấy chứ. Suốt ngày bạn quan tâm, bạn vồ vào với cô ấy thì cô ấy thấy điều đó là rất là bình thường. Cô cảm giác mình được yêu rồi nhưng thôi. Còn khi mà cô bạn cho cô ấy cái cảm giác mất mát và bạn không theo đuổi cô ấy, bạn càng níu kéo thì cô ấy càng thấy là bạn thấp kém. Thế nên là không được níu kéo các bạn. Khi mà cô ấy chia tay bạn, bạn nhất định không được níu kéo, không được quan tâm đến cô ấy nữa. Hãy im lặng. Nếu mà cô ấy muốn làm bạn thì hãy làm bạn. Hãy làm bạn theo kiểu là bạn không quan tâm đến cô ấy nhiều như trước nữa. Bạn chỉ quan tâm giới hạn như một người bạn. Và nhiều khi cô nhắn tin bạn cũng không cần phải trả lời. Chính điều đó sẽ khiến cho con gái cảm thấy có cái động lực, có cái khao khát để muốn quay lại với bạn. Còn khi mà bạn quan tâm vồ vập với cô ấy, làm bạn như là người yêu cô ấy rồi thì không có lý do gì để cô ấy khao khát của bạn đâu. Hãy coi cô ấy như một người bạn bình thường thôi. Quan tâm cô ấy quá là vừa phải thôi. Quan tâm đến cô ấy chỉ trong một cái giới hạn nhất định thôi. Thì cô ấy sẽ khao khát muốn bạn quan tâm như ngày xưa. Thì cô ấy sẽ có cái động lực để cô ấy muốn quay lại bạn nhá. Bước cuối cùng mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó là bạn hãy kiên trì. Làm bạn cô ấy phải kiên trì nhá. Chứ đừng có thấy là cô ấy quan tâm đến bạn nhiều quá mà bạn muốn nào là bạn lại thất bại đấy. Hãy kiên trì. Hãy để cho cô ấy phải có cái động thái, phải để cho cô ấy có cái cảm giác mong muốn mãnh liệt để quay lại với bạn. Khi mà cô ấy có cái cảm giác mãnh liệt để quay lại với bạn ấy, thì khi đó cô ấy mới biết trân trọng cái khoảnh khắc khi ở bên cạnh bạn. Hãy để cho cô ấy có cái cảm giác là khao khát được ở bên cạnh bạn, khao khát có được cái tình cảm của bạn, khao khát có cái sự quan tâm của bạn. Cô nhớ đến bạn không còn chăm sóc cô ấy nhiều như thế nữa, không còn chiều chuộng cô ấy nữa. Những cái tin nhắn nó hững hờ quá. Không, đừng có chủ động nhắn. Đôi khi chủ động nhắn một hai câu thế thôi. Và bạn đừng bao giờ nhắn nhiều. Nếu ngày xưa các bạn nhắn nhiều tin nhắn đối với nhau, buổi tối bạn nhắn rất là nhiều, thì bây giờ bạn không nhắn nữa. Các bạn nhắn chỉ một hai tin các bạn chấm dứt luôn. Để cho cô ấy cảm giác sợ. Cô ấy nhớ đến những cái thời khắc các bạn quen nhau, các bạn nhắn tin nhiều cho nhau, các bạn quan tâm nhiều cô ấy, chiều chuộng cô ấy nhiều như thế, mà bây giờ nó khác hẳn. Và cô ấy cảm giác có sự mất mát, có sự sợ hãi ở đây. Đấy là cái động lực để cô ấy muốn quay lại với bạn. Và cái điều này các bạn phải kiên trì nhá. Hãy kiên trì đến khi nào cô ấy có cái cảm xúc mãnh liệt với bạn, cô muốn quay trở lại với bạn. Và mình tin rồi, nếu mà một cô gái mà cô còn yêu bạn ấy, thì cô ấy sẽ quay lại với bạn thôi. Còn một khi mà cái cô gái đó đã có người khác và cô ấy không muốn quay lại và cô cũng không thật lòng còn muốn yêu bạn nữa ấy, thì cô mới không quay trở lại thôi. Còn nếu mà một người người ta còn yêu bạn thì người ta chỉ chán bạn trong cái giai đoạn mà các bạn chán nhau thôi, thì cô ấy sẽ muốn quay lại với bạn nhá. Thì các bạn hãy kiên trì. Cô ấy không còn yêu bạn nữa ấy, thì bạn cũng cần biết là mình sẽ tìm được một người tốt hơn. Bởi vì mình không tìm được một người tốt hơn, mình nghĩ là mình sẽ không có một người tốt hơn, nên là các bạn muốn níu kéo. Còn khi mà các bạn biết là ở tương lai phía trước sẽ có những cô gái tốt đẹp vẫn đang chờ mình, thì các bạn sẽ không nuối tiếc những người người ta muốn từ bỏ mình đâu. Thế nên là mình mong rằng các bạn sẽ kiên trì thực hiện để các bạn lấy lại cái sự hấp dẫn, cái sự cuốn hút của các bạn từ cô ấy nha. Và chúc các bạn sẽ quay lại với cô ấy thành công nha.
Và khi mà các bạn quay lại cô thành công thì các bạn hãy comment phía bên dưới để cho mình có thể biết được là những cái chia sẻ của mình có thể giúp ích được một chút gì đó cho các bạn nha. Các bạn ơi, nếu các bạn muốn đồng hành cùng mình, các bạn có thể nhấn like, nhấn đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh ý, để khi mà mình ra những video mới các bạn có thể theo dõi ngay nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.